nhà. Hai cô cháu về sớm thế. Vâng, xin đâu sớm hả con? Nay mẹ con đi làm gì không? Vâng, đi làm buổi sáng một tí. Thế mà nó mà xuống đây gửi bình cho mẹ một ngày để con ra ngoài tìm việc làm. Con đi làm thế. Vâng. Đi công việc không có gì đâu. Bình ơi, mai Bình ở với bà nhá, cả Bình sữa ở trong này. Chơi con biết đứng nha. Nè. 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 Mình dậy. Mình dậy. Mình chết. Chị bị chích mạnh. Ê. 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 Ê.
dậy qua nè nè. Mình dậy qua nè nè. Thank you.
được đấy. Cứ làm thì không muốn làm thì cứ vào trong nhà dọn dẹp cho chị cần, cho nên biết việc quen việc cũng làm được làm cho chị. Đó, em vào trong dọn dẹp. Nhớ vào trong dọn dẹp đi. Đây là cuốn ra cho cô. Ngồi nghỉ đi, đúng đây đâu. Ngồi nghỉ đi đi, xong rồi đi em. Ha!
xe xuống cho ấy. Để dịch đây một tí. Đấy, mẹ cho con một non Nutri Food đấy. Đấy, cho con một non ngắn ngắn này. Mẹ cái gì? Mẹ đi ship xong thì đá bóng nhỉ?
xưa đi. Vịt ý ý nè, nè mình chỉ con vịt, con vịt, vịt chỉ con nào, nè, đi, mình đi, vịt chỉ con vịt, vịt chỉ, nè. Mấy bếp chị? Một bếp nữa. Sao vậy? Như một phần nữa. Vừa cho mình để thì em phục vụ khách, đến bưng bê, khách mang đến thử sự cố như này thì em mang ra bàn.
Thank you.